Công nhận là mẹ thông minh thật. Thông minh gì? Thì tự nhiên mua hai cái váy còn cái mẹ cái. Bởi vì là nhiều khi á, mẹ đi mua váy mà về mặt con ấy á, là nàng này cảm thấy hợp bắt rồi. Thì nói với cả nhà biết là kiểu gì á, là ngày mai là mặt rước. Thế là tiền đi phim của mình mà đâu có được mà. Ôi trời ơi. Mà chưa hết nha. Nhiều khi á, là đi đâu đó mà thấy son nổi chén mát á, mà đẹp còn gì mua một cái là con cũng thấy luôn. Rồi chưa tính là tất cả những cái đồng hồ hay là đồ trang sức mọi thứ. Nên rút kinh nghiệm từ lần trước là mua cái gì mình mua đôi. Con như thế mẹ có cảm thấy buồn hay là phiền gì không? Nói không phiền thì cũng không đúng. Nhưng mà nếu không có cuộc phiền này á, thì chắc chắn là buồn lắm. Thế thì con sẽ làm phiền mẹ cả đời luôn. Rồi rồi, tới công chuyện. Mẹ chấp nhận thôi, bởi vì là cuộc đời của mẹ thì chắc là kiếp trước bắt lợi, kiếp này được cả suốt đời luôn. Đêm nay ai bành, sáng xinh mịn, ai đâu muốn đứt thả tim. Đêm nay ai bành, sáng xinh mịn, bước vào